Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 33.200 ca mắc mới, mức cao kỷ lục trong ngày thứ 5 liên tiếp. Các nhà chức trách Nga cho rằng chiến dịch tiêm chủng chậm chạp là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng mạnh của các ca mắc và tử vong. Nga đã nhanh chóng phát triển và tung ra vaccine Sputnik V khi đại dịch xảy ra vào năm ngoái, song việc tiếp nhận lại diễn ra rất chậm do sự lo ngại của người dân về các sản phẩm y tế mới. Cho đến nay, khoảng 48 triệu trong số 144 triệu người Nga được tiêm chủng đầy đủ và hơn 51 triệu người tiêm ít nhất một mũi. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà chức trách Nga cho biết ước tính 45% dân số trưởng thành đã có kháng thể sau khi được tiêm phòng hoặc đã khỏi bệnh, mới chỉ đạt được hơn một nửa mục tiêu 80% dân số để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Trong đó, tại thủ đô Moscow, con số này là 61% và khu vực xung quanh thủ đô là 64%.